xuất trà, số đếm, thuần hàng và hán hàng. Mình đã học từ số 0, số 1 cho đến số 99. Mình sẽ ôn lại một xíu ạ. Il, i, sam, sa, o, yuk, chel, pal, gu, sip, i sip, sam sip, sa sip, o sip, yuk sip, chel sip, pal sip, gu sip. Đối với số thuần hàng, hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgup, yotol, ahup, yol, sumul, sorin, mahun, shin, yesun, iren, yotin, ahun. Và từ số 100 trở lên thì hai hệ đếm hán hàng và thuần hàng sẽ dùng các đơn vị đếm giống nhau. Đơn vị đếm giống nhau. 100. 1.000. Ton. 10.000. Man. 100.000 mình sẽ có là ship man. Một lần nữa. Pek. Ton. Man. Shipman. Đối với 1 triệu, 1 triệu mình sẽ có 4 số 0 này là man, 100, peg. Vậy thì 1 triệu sẽ là pegman, pegman. 10 triệu, 1, 2, 3, 4, số này sẽ là man. Phía trước mình còn 3 số 0, 1, 2, 3, ton. Vậy thì ở đây mình sẽ có 10 triệu ton man, ton man. 100 triệu ok, ok. Vậy thì 1 tỷ sẽ thành, ở đây mình có 100 triệu từ đây đến đây là ok. Vậy thì 1 tỷ sẽ thành ship ok. Đối với các số như 200, 2000 thì mình sẽ thêm số 2 vào phía trước. Ví dụ 200 ở đây mình sẽ có 2, y, số 2, y. Vậy thì 200 trở thành y peg. 1.000 là ton, 2.000 hay 3.000 đi, 3.000, số 3, sam. Vậy thì 3.000 của mình sẽ bằng sam ton. Peg, một lần nữa hệ thống lại ạ. Peg, 100, ton, 1.000, man, 10.000, ship man, 100.000, peg man, 1 triệu, ton man, 10 triệu, 100 triệu, ok, và 1 tỷ, ship ok.